Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đang đi xuống tầng hầm, một cái tầng hầm ở tòa 21 tầng của bệnh viện 108, bệnh viện quân đội. Ở dưới này xem ở dưới này có những cái gì. Từ trên sảnh đi vào trong sảnh và đi xuống, đi cầu thang máy xuống thì trong này ở dưới này có một cái quán cà phê phục vụ tại chỗ và mang về. Và bên cạnh đây thì có một cái siêu thị. À, tôi vào đây để mua một ít hoa quả. Nào. Ổi, na này, mít này, nói được nhưng nói chậm lắm. Cam. Rất nhiều hoa quả ở đây. Tôi sẽ chọn lấy một loại. Có cả chuối chín này. Đây nào. Còn bên này là toàn bộ nó hoa quả nha, hoa quả nhập khẩu được để ở trong tủ. Cam, dâu, nho, thanh long. Thanh long chắc của mình ấy. Ở đây có cả nước dừa. Đây là tủ để. Rất là nhiều loại đây. Có cái siêu thị vừa phải để thay cho căng tin, để bệnh nhân và mọi người có nhu cầu trong tòa nhà xuống để mua dưới này. Ở đây có bán rất là nhiều loại sữa này, sữa dành cho người tiểu đường, cho người bệnh này, xem ông chọn loại nào. À, sữa không đường rồi, chọn tôi sẽ chọn sữa không đường cho bệnh nhân. Em xua chỉ có loại hộp pha được. Ừ, hộp pha chỉ ở trên đây rồi. Đây là một tí anh ra thấy này, xem ông lấy loại nào được. Một siêu thị mini. Nhưng cũng khá là rộng. Rất là nhiều đồ. Đây là gì đây? Bánh mì. Khu vực bánh mì. Rất tiện lợi cho bệnh nhân khi nằm ở viện 108. Đây thì có thể những bệnh nhân khỏe người ta tự xuống đây lấy được, hoặc là người nhà, người chăm sóc bệnh nhân xuống đây để mua. Đấy, khu này là khu gia dụng này, bán những cái đồ như bô này, cốc, chén, bát, đũa. À, tôi đang cần mua một đôi dép, để tìm một đôi dép xem nào. Đôi này nhỏ quá, khá là đẹp. Ôi, chọn đôi này. Chọn lấy một đôi này vậy. Khu này là khu sữa chua, bán đồ sữa chua này. Đây có một khu bán quần áo để cho mọi người tiện mọi người mua. Quần áo cả nam và nữ. Đồ lót có đầy đủ hết. Đấy, ở đây còn bán cả áo phông của bộ đội này, của quân nhân. Ai thích thì mua. Khá là tiện lợi. Nằm ngay dưới tầng hầm của tòa 21 tầng của bệnh viện 108. Đây có cả gối. Gối đầu và gối ôm có các loại hết. Khu vực bán bỉm rồi. Những cái đồ vệ sinh. Ở phía bên này thì là cái gian bên này là bán về dầu gội đầu này, xà phòng, các loại mỹ phẩm. Nước rửa tay. Rất tiện. Khu vệ bán đồ vệ sinh răng miệng. Đây khu này đồ uống, cà phê này. Để tôi tìm lấy mua lấy một gói chè xem. Chè Lipton mà. Chè chanh. Rất nhiều mặt hàng.
hay để lấy một gói chè Thái Nguyên. Quá tiện luôn. Khu bên này là bàn chải đánh răng này, dao cạo râu. Nói chung là rất nhiều thứ để bệnh nhân có thể lựa chọn được. Rồi bán cả những cái gói cháo sẵn, mì tôm các thứ ấy. Các loại khu bán bánh gạo này. Ở đây em có một cái bể cá xinh xinh của các cô ấy, để đây khá là đẹp. Cô này là bán đồ hạt này, ăn cho nó đỡ buồn. Đây là cái gì đây? À, thạch, các loại thạch. Đây có cả cơm cháy. Cơm cháy, gà khô. Rất là tiện. Đây là sô-cô-la, hạnh nhân đều có. À, thịt bò khô, mít sấy. Nói chung là rất là nhiều đồ ăn vặt cũng có ở trong này. Cái khu này thì toàn mì tôm. Mì tôm rồi bột ngũ cốc. Ở đây có một góc bán rượu ấy. Cái quầy rượu. Chả biết rượu gì đây. Rượu. Trong này lại bán rượu nhỉ. Không gian một cái siêu thị này cũng không quá lớn và không nhỏ. Rất là tiện lợi cho bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân ở trong một bệnh viện 108. Bệnh viện gần như là được khép kín từ trên xuống dưới. Rất tiện lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.